Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 217. Ở cuối tập trước, sau khi toàn bộ động phủ chợt an tĩnh lại, Vân Vận nhìn xem ánh sáng xanh hư ảnh không biết làm sao. Kia ánh sáng xanh hư ảnh tản ra cực kỳ sắc bén khí tức, như là một con nhím, cho dù ai đi chạm đến một chút đều sẽ trả giá bằng máu. Nhưng kỳ quái là cái này con nhím hết lần này tới lần khác đối Vân Vận yêu thích không thôi. Vân Vận tại cái này ánh sáng xanh hư ảnh phía trên không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Cái này ánh sáng xanh hư ảnh thật giống như một con nhu thuận con mèo, đối Vân Vận cực kỳ thân cận. Ngốc nhìn trong chốc lát, Vân Vận rốt cục nhịn không được đưa tay chạm đến. Không nghĩ tới kia ánh sáng xanh hư ảnh nháy mắt bao bọc Vân Vận đầu ngón tay, sau đó một đoạn thần thức nháy mắt truyền vào Vân Vận trong đầu. Ý giai đấu kỹ, Thanh Quang Lộng Hoa Ảnh. Vân Vận xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận phẩm vị cái này xa lạ đấu kỹ. Tại đấu khí đại lục Vân Vận chưa bao giờ thấy qua loại này đấu kỹ, cái này hiển nhiên là hoa vực đặc thù đấu kỹ, xa so với đấu khí đại lục bất luận cái gì đấu kỹ đều tốt hơn. Trận chiến này kỹ cần lấy Thanh Minh Phó Kiếm làm khởi xướng điểm. Đế chi nguyên khí cùng Thanh Minh Phó Kiếm dung hợp lẫn nhau sau liền có thể hình thành hủy diệt tính cực mạnh hoa ảnh, uy lực vô cùng, nhưng hủy sơn hải. Liên quan tới Thanh Quang Lộng Hoa Ảnh, phương pháp tu luyện đã hoàn toàn khắc ở Vân Vận trong đầu. Càng làm cho Vân Vận ngoài ý muốn chính là Thanh Minh Phó Kiếm giờ phút này phát ra mùi thơm nhàn nhạt, tựa như tại giúp Vân Vận lĩnh ngộ cái ý này giai đấu kỹ. Chỉ là nửa canh giờ thời gian, Vân Vận phát hiện mình đối cái này ý giai đấu kỹ đã có 7 thành lĩnh ngộ. Gần như đưa tay liền có thể xuất ra, chẳng qua điều kiện tiên quyết là thông qua Thanh Minh Phó Kiếm. Thật lâu, Vân Vận rốt cục mở mắt, trong động phủ hết thảy như trước, Thanh Minh Phó Kiếm đã một lần nữa trở lại trong tay nàng, Vân Vận chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Nếu là giờ phút này Diệp Nhược Thanh vẫn còn, dù cho không sử dụng Thanh Minh Phó Kiếm nhu cầu cấp bách lực lượng Vân Vận cũng có thể đem đánh bại. Dù cho Diệp Nhược Thanh tu vi cao hơn nàng, không biết cái này tu vi lại thêm Thanh Minh Phó Kiếm cùng Thanh Quang Lộng Hoa Ảnh phải chăng có thể cùng Mạnh Hiểu Tiên một trận chiến. Vân Vận trong mắt toát ra kim quang, một mình lẩm bẩm nói, hiện nay Mạnh Hiểu Tiên nghiễm nhiên thành Vân Vận đại địch số 1. Thở phào một hơi, Vân Vận nhìn về phía Dũng Tuyết động phủ, lúc này mới hướng phía cửa hang đi đến, như là đã đem tạo hóa hoàn toàn hấp thu, vậy bây giờ liền hẳn là chạy về phía mạnh hơn tạo hóa. Vân Vận tuyệt sẽ không cảm thấy mình tu vi tiến triển nhanh, nàng bức thiết cần tiến vào Thanh Minh không gian, sau đó không ngừng lớn mạnh, trở thành hoa vực mạnh nhất. Mấy bước đi tới cửa động, Vân Vận đưa tay đẩy ra động phủ đại môn, không nghĩ tới Vân Cô còn tại ngoài cửa. Vân Cô, Vân Vận kinh ngạc nói. Vân Cô dường như một mực chờ ở chỗ này, thấy Vân Vận ra tới, Vân Cô cảm thụ một chút Vân Vận khí tức. Một lát sau mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngũ tinh đấu đế rồi. Một ngày không đến thời gian liền từ nhất tinh nhảy vọt đến ngũ tinh, phần này thiên phú quả thực làm người nghe kinh sợ. Ta Vân Phong quật khởi có hy vọng. Ha ha ha. Rất khó tưởng tượng có chuyện gì có thể khiến từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng Vân Cô thất thố như vậy, Vân Vận cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cười to một trận, Vân Cô phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, đúng, Thanh Minh không gian cướp đoạt chiến đã bắt đầu. Ngươi bây giờ đã muộn không ít thời gian, cần dùng thời gian nhanh nhất đi thu thập vinh dự tiền xu. Nghe được Thanh Minh không gian, Vân Vận vội vàng hỏi, như thế nào thu thập? Vân Cô chỉ vào Vân Phong nói ra, mỗi một phong đều có cố định cửa ải có thể thu hoạch được vinh dự tiền xu. Chẳng qua những cái này vinh dự tiền xu không nhiều, như muốn đạt được càng nhiều vinh dự tiền xu còn cần phải đi ra Vân Phong. Vân Vận hỏi lần nữa, nói cách khác tại Vân Phong cũng có vinh dự tiền xu. Vân Cô gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, chẳng qua ngọn phía ngoài người cũng có thể đến Vân Phong cướp đoạt vinh dự tiền xu, ngươi nhất định phải mau mau khởi hành. Vinh dự tiền xu ở nơi nào? Ta lập tức khởi hành. Vân Vận nhìn về phía Vân Cô, ánh mắt sáng ngời. Ở vào Vân Phong Sơn nơi hông, Vân Cô đã thấy rất nhiều ngọn phía ngoài đệ tử vọt tới, nàng vội vàng nói, chỗ thứ nhất ngay tại chân núi. Vân Vận gật gật đầu, mũi chân điểm một cái, cả người vươn người đứng dậy, cấp tốc lướt về phía chân núi chỗ. Làm Vân Vận đến nơi đây lúc, ở dưới chân núi đã xuất hiện 4 cái thông thiên trụ, mỗi một cây thông thiên trụ đỉnh đều lơ lửng một viên màu đồng cổ kim tệ. Kia kim tệ vuông vức, tuyên khắc lấy trường kiếm đồ án, trường kiếm kia chính là Thanh Minh kiếm. Nhìn xem 4 cái cổ đồng kim tệ, không cần nghĩ cũng biết là vinh dự tiền xu. Từ ngọn phía ngoài vọt tới mấy chục người như là nổi điên châu đực, chen chúc mà tới, sau đó tiếng đánh nhau 4 phía vang lên. Làm Vân Vận chạy đến thời điểm mọi người đã lâm vào ác chiến, trong đó đại thể chia làm 3 phe cánh. Theo thứ tự là phía đông Từ Phong trận doanh, phía tây Mục Phong trận doanh cùng mặt phía nam Trương Phong trận doanh. 3 phong đánh nhau 10 phần kịch liệt, mà 4 cái thông thiên trụ chung quanh cấm chế còn chưa mở ra, tất cả mọi người nghĩ ngay lập tức tiến vào trong kết giới. Vân Vận thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, trong tay nắm chặt Thanh Minh Phó Kiếm. Đột nhiên ở giữa, 4 cái thông thiên trụ răng rắc một vang, sau đó cấm chế phá giải, 4 cái vinh dự tiền xu lập tức thành đám người tranh đoạt chi vật. Nhìn xem biển người phun trào đầu lâu, Vân Vận nhấc chân bay đi, yếu ớt nhẹ nhàng. Rất nhiều người cũng không có chú ý đến Vân Vận đến, Vân Vận vốn cho là mình có thể an toàn đến thông thiên trụ chung quanh.
như nàng làm sao cũng không nghĩ ra trong đám người lại có mấy người căn bản không phải hướng về phía Vinh Dự Tiền Xu mà đến, mà là hướng về phía nàng mà đến. Vân Vận xuất hiện. Từ Anh trưởng lão phân phó, ai như giết Vân Vận tất có trọng thưởng. Từ Anh trưởng lão trong miệng trọng thưởng các ngươi dù sao cũng nên biết đến cỡ nào trọng. Mấy nữ tử nhìn lẫn nhau một cái, sau đó một cái thân hình ngắn mập nữ tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái mạng này ta muốn. Nữ tử này tu vi đã đạt tới lục tinh đấu đế, vô luận là khí thế vẫn là chiêu thức đều xa so với Vân Vận lợi hại, mà lại thân hình ngắn nhỏ, rất khó đánh trúng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau, ngắn béo nữ tử trong ngực xuất hiện một thanh mềm xà kiếm. Mỗi khi ngắn béo nữ tử huy động mềm xà kiếm liền sẽ phát ra chói tai rắn minh thanh, cái này rắn minh phảng phất có một loại ma lực, có thể làm cho người tinh thần hoảng hốt. Không trung chạy vội Vân Vận chính là bị cái này rắn minh ảnh hưởng trong đầu, động tác đột nhiên dừng một chút. Ngươi chết chắc. Ngắn béo nữ tử đại hỉ, trương tay chính là một kiếm đâm tới, nguyên bản mềm oặt trường kiếm giờ phút này nhảy thẳng tắp, thẳng đến Vân Vận yếu điểm. Ngắn béo nữ tử vốn cho rằng Vân Vận sẽ kinh hãi, lại không nghĩ rằng thời khắc sống còn Vân Vận lại sắc mặt như thường. Thậm chí so trước đó càng thêm như thường, liền phảng phất sớm đã dự tính đến chuyện này, cái này khiến ngắn béo nữ tử rất là giật mình. Sớm đoán được Mạnh Hiểu Tiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lại phái ra các ngươi những cái này tông cá tới đối phó ta. Vân Vận sớm đã đoán được Mạnh Hiểu Tiên sẽ không bỏ qua mình, tất nhiên sẽ phái người ám sát mình. Bởi vậy đi ra động phủ liền bốn phía lưu ý, không nghĩ tới quả thật chờ đến cái này ngắn béo nữ tử. Ngắn béo nữ tử chấn động trong lòng, sau đó cố giả bộ chấn định, đoán được lại có thể thế nào. Ta chính là lục tinh đấu đế, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nói ngắn béo nữ tử liền mãnh thu mềm xà kiếm, sau đó điên cuồng kéo động mềm xà kiếm, vô số đế chi nguyên khí quanh quẩn chung quanh, một con cự xà tại không trung thành hình. Đối mặt mạnh như thế chiêu, Vân Vận đồng dạng huy động thanh minh phó kiếm, vậy cũng không nhất định. Không trung mềm xà kiếm bay múa đầy trời, kiếm hoa bừa bãi tàn phá, cho dù ai đều có thể nhìn ra ngắn béo nữ tử năng lực. Vô số người dừng lại chen chúc cùng tranh đoạt, bốn phía tản ra, dù sao mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chỉ có hai người, giờ phút này lặng lẽ nhìn Vân Vận, các nàng hiển nhiên cùng ngắn béo nữ tử là cùng một bọn, càng hỏng bét chính là hai người tu vi đều đã đạt tới lục tinh đấu đế. Một cái lục tinh đấu đế liền để Vân Vận sứt đầu mẻ trán, lúc này ba cái lục tinh đấu đế vây xem Vân Vận. Không khác ba con sói hoang trong bóng đêm nhìn chăm chú Vân Vận, tư vị này ai cũng không nghĩ nếm thử. Tất cả mọi người coi là Vân Vận hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Vân Vận liền lịch thích bốc lên thiên hạ chi lớn bất vĩ, thanh minh phó kiếm nơi tay. Đế chi nguyên khí bạo dũng mà ra, một ánh sáng xanh phóng lên tận trời, kia ánh sáng xanh bên trong dường như ẩn tàng một đóa lộng lẫy đóa hoa. Ngắn béo nữ tử giật nảy cả mình, không nghĩ tới trước đó còn nhất tinh đấu đế yếu gà giờ phút này lại bộc phát ra ngũ tinh đấu đế thực lực, mà lại ánh sáng xanh chấn động không kém mình chút nào. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngắn béo nữ tử mềm xà kiếm làm hoa mắt, sau một khắc một con cự xà kiếm ảnh liền triệt để thành hình, ngắn béo nữ tử hướng phía Vân Vận bỗng nhiên đâm một cái, ý giai đấu kỹ, kiếm rắn tập kích. Chói tai rắn âm thanh đương theo lấy hô hô gió lớn, cái kia kiếm ảnh cự xà bàn thành một đoàn, sau đó bỗng nhiên bắn ra, nhanh như gió. Vân Vận lâm nguy không sợ, đồng thời thanh minh phó kiếm chỉ về phía trước, ánh sáng xanh triệt để chôn vùi. Thay vào đó chính là một đóa ánh sáng xanh đóa hoa này chỉ có một mảnh cánh hoa, giờ phút này chính chậm chạp xoay tròn. Tuy nói chỉ có một mảnh cánh hoa, nhưng ánh sáng xanh đóa hoa phát tán năng lượng chấn động lại đủ để cùng kiếm ảnh cự xà địch nổi. Ý giai đấu kỹ, thanh quang lộng hoa ảnh. Vân Vận một tiếng khẽ kêu, kia ánh sáng xanh đóa hoa hóa thành một cái bóng, nháy mắt đến kiếm ảnh cự xà, đôi bên hết sức căng thẳng. Chói tai tiếng nổ tung truyền khắp toàn bộ Vân Phong, trận chiến đấu này mười phần kịch liệt. Ngắn béo nữ tử cùng Vân Vận nhận xung kích mạnh nhất, hai người gần như đồng thời hộc máu. Nhưng hai người đều biết giờ phút này quyết không thể đến trễ một lát, chỉ có làm một người đổ xuống một người khác khả năng bình yên vô sự. Thế là tại kiếm ảnh cự xà cùng thanh quang lộng hoa ảnh chạm nhau nháy mắt, Vân Vận cùng ngắn béo nữ tử đều là không hẹn mà cùng lao xuống mà đi. Hai người tại không trung lẫn nhau giằng co, mềm xà kiếm cùng thanh minh phó kiếm tại không trung giằng co. Trận chiến đấu này hiển nhiên đã tiến vào gay cấn, không trung hai cỗ năng lượng điên cuồng đối oanh, Vân Vận cùng ngắn béo nữ tử đều bị cỗ năng lượng này chế, hành động bị hao tổn. Vân Vận thanh quang lộng hoa ảnh quả thực để ngắn béo nữ tử bất ngờ, nàng nhìn xem đối diện cùng mình giằng co Vân Vận, đối phía dưới gầm thét, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục xem hí, đừng quên đây là ai ra lệnh. Trên mặt đất, mặt khác hai cái lục tinh đấu đế quả nhiên ánh mắt biến đổi, sau đó nhìn về phía Vân Vận thời điểm vũ khí đã ra khỏi vỏ. Hai cỗ hàn khí nháy mắt khóa chặt Vân Vận, giờ phút này Vân Vận bị ngắn béo nữ tử chế, mà lại lấy ngũ tinh đấu đế chiến lục tinh đấu đế vốn là ở thế yếu. Nếu là lúc này còn có hai vị lục tinh đấu đế gia nhập chiến đấu kia, Vân Vận thật đúng là xong. Đừng trách chúng ta nhẫn tâm, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hai cái lục tinh đấu đế nháy mắt bay lên, hai thanh trường kiếm phân biệt đâm về Vân Vận yết hầu cùng phần bụng, đã xem Vân Vận đường lui toàn bộ phong bế. Vân Vận tai kiếp khó thoát. Giữa làn danh sinh tử, Vân Vận đột nhiên nhớ tới Vân Cô, mình bị vây công, Vân Cô hẳn là xuất thủ cứu giúp mới đúng,
nhưng cho đến lúc này cũng không có nhìn thấy Vân Cô nửa điểm cái bóng. Chẳng lẽ muốn chết tại cái này rồi? Vân Vận ở trong lòng mình hỏi mình. Ngay tại Vân Vận sắp mệnh tăng mũi kiếm lúc, trên mặt đất đột nhiên lại bộc phát một cơn chấn động. Một đạo lam quang nháy mắt đem hai vị lục tinh đấu đế ngăn trở bên ngoài, đồng thời một cái cực đẹp thân ảnh kiên quyết ngoi lên mà tới. Lấy nhiều khi ít nhưng không tính là gì thật bản lãnh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra thời khắc mấu chốt sẽ có người ra tay giúp Vân Vận, dù sao Vân Vận từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì bằng hữu duy nhất còn phản bội nàng. Liền Vân Vận bản nhân cũng là một mặt kinh ngạc, mắt thấy hai cái lục tinh đấu đế sắp xóa bỏ mình, kia lên tiếng nữ tử đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đạo hắc quang đảo qua Vân Vận phương viên, hai cái lục tinh đấu đế sát chiêu nháy mắt bị tan rã. Ai? Hai cái lục tinh đấu đế giận không thể thành, mắt thấy là phải giết chết Vân Vận, hết lần này tới lần khác cái này đến miệng con vịt chính là bay, khẩu khí này làm sao cũng núi không trôi. Ta, Mục Bất Vĩ, ra tay giúp đỡ nữ tử nhìn xem hai cái lục tinh đấu đế, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ đối với mình cái tên này phi thường tự hào. Hai cái lục tinh đấu đế bỗng giật mình, một người trong đó nhìn về phía một người khác, kinh trá nói, nàng chính là Mục Bất Vĩ. Bốc lên thiên hạ chi lớn Bất Vĩ, Mục Phong đệ nhất nhân, Mục Bất Vĩ. Một cái khác lục tinh đấu đế cũng thì thào nói. Mục Bất Vĩ, tỷ muội ta cùng ngươi làm không ân oán, hôm nay vì sao nhiễu tỷ muội ta? Tương đối lớn tuổi nữ tử nhìn về phía Mục Bất Vĩ, dò hỏi. Kia Mục Bất Vĩ một thân trường sam màu đen, bội kiếm càng là toàn thân đen nhánh, thân hình 10 phần thon dài, trước ngực cũng không sung mãn, mà lại ngũ quan sắc bén tuấn lãng, xem ra không giống như là nữ tử, ngược lại càng giống là cái tuyệt đại phong hoa mỹ nam tử. Kinh Hồng nhìn một cái, như thiên nga đen rớt xuống một diệp hắc vũ, mờ mịt giật nhiên. Đối mặt kia lục tinh đấu đế chất vấn, Mục Bất Vĩ khẽ cười một tiếng, dường như gặp gỡ hết sức buồn cười sự tình, hỏi ngược lại, các ngươi là quên ta gọi tên gì? Kia lục tinh đấu đế bỗng nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Mục Bất Vĩ chi tên tại toàn bộ hoa vực đều 10 phần vang dội, cái này người cũng như tên. Người khác càng là cảm thấy sai lầm nàng liền càng phải nếm thử, Bất Vĩ, bốc lên thiên hạ chi lớn Bất Vĩ, đây chính là Mục Bất Vĩ. Không đợi hai cái lục tinh đấu đế nói chuyện, Mục Bất Vĩ thu sống kiếm đối với hai người, lẫm nhiên nói, các ngươi là mình lăn vẫn là ta một kiếm chấm dứt các ngươi. Ngươi? Ngươi Mục Bất Vĩ cũng liền thất tinh đấu đế tu vi, ta hai người đều là lục tinh đấu đế, tỷ tỷ càng là lục tinh đấu đế đỉnh phong, chưa chắc sẽ thua ngươi. Nói kia lục tinh đấu đế liền nhấc kiếm đánh tới, đánh giết Vân Vận chính là từ anh trưởng lão sở hạ mệnh lệnh, nàng nhưng không dám chống lại, ai cũng không dám chống lại. Kia lục tinh đấu đế đỉnh phong nữ tử đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo, người ngoài đều sợ ngươi Mục Bất Vĩ, tỷ muội ta cũng không sợ. Nếu là có thể một lần giết cái này Mục Bất Vĩ, hiệu quả kia so giết Vân Vận mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này cơ hội liền bày ở trước mặt, cái này tỷ muội hai người tự nhiên khát vọng, dù sao ai cũng nghĩ tại hoa vực nhất chiến thành danh. Ý giai đấu kỹ, lá dụng chi tế. Ý giai đấu kỹ, gió nổi dài hoành. Hai vị lục tinh đấu đế đều là phát ra ý giai đấu kỹ, lập tức cả bầu trời cuồng phong gào thét. Dường như lập tức liền quá độ đến mùa thu, vô số lá rụng phiêu đãng mà đến, mỗi một phiến đều mang nồng đậm sát cơ. Đối mặt như thế hai mặt giáp công, coi như thất tinh đấu đế cũng không dám khinh thường, lại không dám chính diện đối cứng. Vây xem mọi người đã có thể đoán được Mục Bất Vĩ chạy trối chết tình cảnh, đều đang đợi lấy chế giễu. Mục Bất Vĩ lấy một địch hai, tất nhiên là sừng sững bất động, sau đó hắc kiếm dài lên, đột nhiên toàn thân chấn động, anh lãng khí thế bộc phát bốn phía. Cuồng phong đem Mục Bất Vĩ tóc thổi hô hô rung động, nàng dọc theo quái dị quỹ tích múa hắc kiếm, liền như là thiên nga đen ở trên mặt hồ nhẹ nhàng nhảy múa. Làm cái này điệu nhảy nhảy đến cuối cùng, giữa thiên địa sắc khí lộ ra, sắc trời vậy mà bỗng nhiên tối sầm lại, đêm tối chi vũ, hắc nhật giáng lâm. Tại Mục Bất Vĩ vừa mới nói xong lúc, một vòng hắc nhật từ trên trời giáng xuống, cái này vòng hắc nhật toàn từ kiếm khí tạo thành, rất là bức nhân. Tại cái này hắc nhật giáng lâm thời điểm, kia lục tinh đấu đế tỉ muội công kích nháy mắt sụp đổ tan tành, hai người đều bị hắc quang bao phủ. Còn không tới kịp phản công liền bị hắc quang hoàn toàn đánh tan, các nàng miệng phun máu tươi từ thiên không rơi xuống, như diều đứt dây. Sau khi rơi xuống đất lục tinh đấu đế đỉnh phong một người nhìn về phía trên bầu trời ngang nhiên đứng thẳng Mục Bất Vĩ, ngươi tu vi tuyệt không chỉ thất tinh đấu đế đơn giản như vậy. Mục Bất Vĩ không đánh mà thắng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, mấy ngày trước đây may mắn một chân bước vào bát tinh đấu đế. Quả nhiên, thân sắc cô gái kia ảm đạm. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Một cái khác nữ tử tổn thương càng nặng, nhìn về phía bên cạnh tỷ tỷ dò hỏi. Nữ tử kia lắc đầu, hôm nay muốn giết Vân Vận là rất không có khả năng, chạy là thượng sách. Nói xong nàng liền dẫn lấy muội muội của mình trốn xa, lại không quản bất cứ chuyện gì, kia Mục Bất Vĩ cũng không có đuổi theo. Cứ như vậy nhìn xem hai người trốn xa, sau đó nhìn về phía cùng Vân Vận rằng co mập lùn nữ tử, hỏi, ngươi đây, muốn ta ra tay hay là mình lăn? Kia mập lùn nữ tử quả thực gan đều nhanh dọa phá, nàng bỗng nhiên toàn thân bộc phát, liều mạng thụ thương khả năng cùng Vân Vận tách ra, sau đó nhanh chóng chạy trốn, Vân Vận. Hôm nay tính ngươi mạng lớn, lần sau gặp mặt thời điểm chính là ngươi mất mạng ngày. Vân Vận âm thanh lạnh lùng nói, tùy thời xin đợi.
đợi cho kia ám sát Vân Vận, ba người toàn bộ rời khỏi Mục Bất Vĩ mới nhìn hướng Vân Vận, hai người ánh mắt tại không trung gặp nhau. Bất kể nói thế nào Vân Vận đều là được cứu một phương, nàng vuốt cằm nói tạ, đa tạ cứu giúp. Mục Bất Vĩ thoải mái cười một tiếng, ngươi cũng đừng cảm kích ta, ta Mục Bất Vĩ liền thích làm người khác chuyện không dám làm, hôm nay cứu ngươi toàn bởi vì không ai dám cứu ngươi, chỉ thế thôi. Dứt lời Mục Bất Vĩ liền một cái lao xuống thẳng hướng Thông Thiên Trụ, chuẩn bị cướp đoạt vinh dự tiền xu. Nhìn xem Mục Bất Vĩ công kích thân ảnh, Vân Vận sắc mặt đồng dạng không tiện, cái này người chính là điển hình trong nóng ngoài lạnh. Cứu người lại chết sống không thừa nhận mình cứu ngươi, cười khổ lắc đầu, Vân Vận cũng phóng tới Thông Thiên Trụ. Lần này Vân Vận 10 phần cẩn thận, thời khắc cảnh giác bốn phía, sợ lần nữa ngộ phục. May mắn, lần này lại không người nào dám đối Vân Vận ra tay, không biết có phải hay không Mục Bất Vĩ quan hệ. Vân Vận rất nhẹ nhàng liền đến Thông Thiên Trụ, sau đó dẫn đầu xông lên một cây Thông Thiên Trụ, đưa tay liền lấy xuống một viên vinh dự tiền xu. Hết thảy tới rất đột nhiên, chẳng qua rất kịp thời. Trước đó Vân Vận còn sinh tử một đường, giờ phút này cũng đã hái một viên vinh dự tiền xu. Về phần cái khác vinh dự tiền xu thì là bị Mục Bất Vĩ một người toàn bộ ôm đồm, mà lại không có bất kỳ cái gì dám đoạt nàng vinh dự tiền xu. Chẳng qua Vân Vận trên tay cái này miếng vinh dự tiền xu thì là thành người người đỏ mắt hương mô mô. Chỉ cần Mục Bất Vĩ vừa rời đi, những người khác bảo đảm là cùng nhau tiến lên, đến lúc đó Vân Vận sẽ lâm vào bị đàn sói chia ăn chi nguy hiểm. Hiện tại Vân Vận cũng chú ý tới vấn đề này, nàng chỉ có ngũ tinh đấu đế tu vi, nếu là bị nhiều như vậy người vây công, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tựa hồ là nhìn ra Vân Vận tình cảnh lúng túng, kia Mục Bất Vĩ bỗng nhiên nói ra: "Chỗ tiếp theo cất giữ vinh dự tiền xu địa phương ngay tại Thanh Minh không gian một bên, ta hiện tại cần một người thay ta dò đường, ngươi có bằng lòng hay không?" Lời nói này hiển nhiên là đối Vân Vận nói. Không chỉ là đối Vân Vận nói, quan trọng hơn chính là lời nói này đủ để thay Vân Vận giải vây, chỉ cần Vân Vận gật đầu, lập tức liền có thể rời đi. Chuyện này phải đặt ở trước kia, Vân Vận là quả quyết sẽ không đáp ứng, nàng thế nhưng là Hoa Tông chi chủ, sao lại thay người dò đường. Chẳng qua giờ phút này tình huống đặc thù, Vân Vận cũng không phải cố chấp người, coi được giãn được mới có thể thành tựu đại sự. "Ta đang muốn đi cái chỗ kia." Vân Vận ngẩng đầu nói. Nghe Vân Vận tuyệt không cự tuyệt, kia Mục Bất Vĩ khóe miệng có chút kéo một cái, sau đó nói, "Đi thôi." Nói xong Mục Bất Vĩ liền một ngựa đi đầu thẳng hướng Thanh Minh không gian một bên địa điểm, chuẩn bị tìm thêm một viên tiếp theo vinh dự tiền xu. Lập tức bốn phía đều là sói đói, Vân Vận cũng không dám dừng lại, đi theo Mục Bất Vĩ quỹ tích chạy về phía Thanh Minh không gian phương hướng, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Hai người một trước một sau biến mất ở trên không, đám người chỉ có thể lẫn nhau nhìn về nơi xa, ai cũng không dám đuổi theo, dù sao Mục Bất Vĩ ba chữ này còn tại đó. Vân Phong chỗ cao, nhìn xem Vân Vận đi xa thân ảnh, Vân Cô nắm chặt song quyền, nhất định phải tranh đến càng nhiều vinh dự tiền xu. Một khi tiến vào Thanh Minh không gian liền có đại khái suất đạt được chân chính Thanh Minh kiếm, đến lúc đó ta Vân Phong liền sẽ kết thúc rắn mất đầu thời gian. Không biết được sau lưng đám người ra sao ý nghĩ, Vân Vận thân là ngũ tinh đấu đế, tốc độ tự nhiên không chậm, hoa vực cứ như vậy lớn, hai người rất nhanh liền tới gần Thanh Minh không gian một bên. Thanh Minh không gian kỳ thật chính là Thanh Minh kiếm nội bộ không gian, chỗ toàn bộ hoa vực trung tâm. Tại chuôi này xông vào Vân Tiêu Thanh Minh kiếm phía dưới chính là tất cả mọi người hướng tới Thanh Minh không gian. Mục Bất Vĩ lần này tới địa phương ngay tại Thanh Minh kiếm bên trái, nơi này có một tòa tràn đầy rừng rậm cùng đóa hoa núi nhỏ. Núi nhỏ tên là Hoa Thần Sơn, vinh dự tiền xu sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Hoa Thần Sơn các nơi, liền nhìn người khí vận như thế nào. Tới gần Hoa Thần Sơn, kia Mục Bất Vĩ đột nhiên chậm dần tốc độ, nàng tuyệt không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Lời này hiển nhiên là đối Vân Vận nói, dù sao không trùng trừ Vân Vận đã không có những người khác. Vân Vận sững sờ, lập tức nói, "Không nghĩ cái gì." Mục Bất Vĩ bỗng nhiên quay người, "Đừng cho là ta cứu ngươi ngươi liền có thể trở thành bằng hữu của ta, ta Mục Bất Vĩ từ trước đến nay không có bằng hữu." Vân Vận nói, "Đúng lúc, bằng hữu của ta cũng không nhiều." Mục Bất Vĩ nhìn kỹ một chút Vân Vận, sau đó cười ha ha, "Nơi này cũng không phải Vân Phong phạm vi, nếu là Mạnh Hiểu Tiên muốn giết ngươi có thể nói dễ như trở bàn tay." Vân Vận không hề sợ hãi, gọi nàng đến là được. "Thú vị." Mục Bất Vĩ trên mặt rốt cục xuất hiện một chút chấn động. Nàng nhìn một chút phía dưới Hoa Thần Sơn, nói ra, Hoa Thần Sơn đại khái còn có nửa canh giờ mở ra, ngươi muốn như thế nào? Vân Vận cũng nhìn một chút, sau đó nói, ta có nín hơi chi pháp, chuẩn bị đi người ít nhất phương hướng Tây Bắc, từ nơi nào lên núi, hẳn là không người có thể phát hiện ta. Che đậy khí tức, sau đó từ người ít nhất trên sơn đạo núi, hoàn toàn chính xác xem như không sai kế sách. Mục Bất Vĩ gật gật đầu, vậy liền tách ra đi, tiếp xuống ta không muốn cùng ngươi một đường. Xin cứ tự nhiên. Vân Vận cũng không phải khẩn cầu người khác lưu lại cái chủng loại kia người. Mục Bất Vĩ lần nữa cười khẽ, sau đó thân hình lóe lên, sau một khắc cũng đã không thấy bóng dáng, Vân Vận thấy thế cũng là cấp tốc hạ xuống. Lúc này Hoa Thần Sơn lân cận còn không có người nào, nàng cùng Mục Bất Vĩ xem như nhóm đầu tiên người tới. Dạo này cũng tốt, đã không có bất kỳ người nào liền đại biểu Vân Vận tung tích còn không có tiết lộ, nàng vừa vặn đi hướng phương hướng Tây Bắc đầu kia đường núi, sau đó bí mật lên núi. Hạ xuống đại địa về sau, Vân Vận cấp tốc lao nhanh,
rất nhanh liền đến Hoa Thần Sơn phương hướng tây bắc, nơi này 10 phần dốc đứng, chỉ có một đầu đường núi có thể leo núi. Hiện tại Vân Vận Quyết không thể bại lộ hành tung, nếu không Mạnh Hiểu Tiên tất nhiên sẽ phái người đến đây ám sát. Dù sao lần trước ba cái kia nữ tử liền kém chút để Vân Vận mệnh tang thông thiên trụ dưới. Cùng lúc đó, Mục Bất Vĩ đáp xuống Hoa Thần Sơn phương đông, nơi đó có nhất thông suốt đường núi, cũng là xuất hiện vinh dự tiền xu tỷ lệ cao nhất địa phương. Bình thường đến nói cường giả đều sẽ lựa chọn từ nơi này lên núi, mà những cái kia không dám cạnh tranh kẻ yếu lại chỉ có thể cùng Vân Vận lựa chọn nhân số thưa thớt dốc đứng đường núi leo núi. Hoa Thần Sơn dưới, Mục Bất Vĩ ngẩng đầu đứng thẳng, coi trời bằng vung ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, một mực không người dám đáp lại. Tình trạng như vậy để Mục Bất Vĩ rất là thích, nàng thích mình như là một cái tướng quân, bị tất cả mọi người ngưỡng mộ, bị tất cả mọi người tôn kính, bị tất cả mọi người e ngại. Nha, đây không phải bốc lên thiên hạ chi lớn Bất Vĩ Mục Bất Vĩ. Ngươi cũng muốn cướp đoạt Hoa Thần Sơn vinh dự tiền xu. Ngay tại Mục Bất Vĩ ngạo nghễ lúc, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Mục Bất Vĩ duỗi mắt nhìn đi. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Hiểu Tiên, cùng lúc đó Mạnh Hiểu Tiên bên cạnh còn đi theo hai người, chính là bị Mục Bất Vĩ đuổi đi hai người. Hai người này ánh mắt âm độc nhìn xem Mục Bất Vĩ, như là tìm tới chỗ dựa. Mục Bất Vĩ từ trước đến nay đối Mạnh Hiểu Tiên không thế nào quan tâm, lúc này cũng là trong mũi hừ lạnh, ta tưởng là ai, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Hiểu Tiên tử, thật đúng là không khéo. Người khác sợ Mục Bất Vĩ, nàng Mạnh Hiểu Tiên cũng không sợ, cũng không biết mang theo ý định quỷ quái gì, nàng nhìn về phía Mục Bất Vĩ, ngữ khí chanh chua mà nói, nghe nói ngươi cứu Vân Vận. Không cần nói nhiều, chuyện này tất nhiên là Mạnh Hiểu Tiên bên cạnh hai nữ tử chỗ cáo. Mục Bất Vĩ căn bản không có nhìn Mạnh Hiểu Tiên, đúng thì thế nào? Mạnh Hiểu Tiên đối Mục Bất Vĩ thái độ hoàn toàn không quan tâm, chỉ là thản nhiên nói, xưa nay nghe nói Mục Bất Vĩ không thích nam sắc chuyên vui nữ sắc. Bình thường tác phong cũng là mạnh mẽ vang dội, hoàn toàn đem mình xem như nam tử đối đãi, trước kia ta còn đối thuyết pháp này bảo trì hoài nghi, hiện tại ta xem như triệt để tin. Mục Bất Vĩ biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Hiểu Tiên ánh mắt sáng ngời, ngươi biết ta là có ý gì? Mục Bất Vĩ khinh thường nói, ta làm sao biết ngươi là có ý gì? Mạnh Hiểu Tiên tuần tự thiện dụ, ngươi coi trọng nàng. Mục Bất Vĩ rốt cục bảo trì không ngừng bình tĩnh, nghiêm nghị nói, thả ngươi nương. Có thể làm cho Mục Bất Vĩ nói ra bẩn ngữ thế nhưng là rất không được sự tình. Nếu là đối mặt thường nhân nhục mạ, Mạnh Hiểu Tiên chỉ sợ đã đem người kia tháo thành tám khối. Chẳng qua hôm nay nàng tính tình phá lệ tốt, chỉ là từ tốn nói, vậy ngươi và nàng không thân chẳng quen, vì sao đột nhiên xuất thủ cứu nàng? Cái này không thể nào nói nổi. Ta Mục Bất Vĩ làm việc xưa nay đã như vậy, Mục Bất Vĩ nói. Mạnh Hiểu Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi thuyết pháp này rất là tái nhợt. Mục Bất Vĩ cả giận nói, ngươi muốn thế nào? Mạnh Hiểu Tiên nói, trừ phi ngươi gọi nàng ra tới rằng co ta mới tin tưởng, chẳng qua bây giờ xem ra là không thể nào. Cái này Vân Vận giống như không đến Hoa Thần Sơn, lại thêm Hoa Thần Sơn sắp mở ra, ngươi chỉ sợ là không có cách nào chứng minh. Mục Bất Vĩ vốn là một cỗ nộ khí tại ngực, nghe vậy cũng là lạnh lùng nói, ai nói nàng không có ở Hoa Thần Sơn. Mạnh Hiểu Tiên sắc mặt có chút cứng đờ, chẳng qua rất nhanh liền che giấu đi qua, khóe miệng mang theo ý cười, đã như vậy ngươi ngược lại là gọi nàng ra tới à. Mục Bất Vĩ dường như phản ứng đến mình thất ngôn, ra vẻ chấn định nói, ta Mục Bất Vĩ là ai? Dựa vào cái gì ngươi để ta chứng minh ta liền chứng minh? Ngày thường hoa vực ngoại môn bên trong duy nhất có thể cùng Mạnh Hiểu Tiên tách ra vật tay liền chỉ có cái này Mục Bất Vĩ. Hai người từ trước đến nay là trên thân biến bức cắm lông gà, ngươi tính là gì chim? Mạnh Hiểu Tiên cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Hoa Thần Sơn mở ra sắp đến, hôm nay ta Hiểu Tiên tử liền không tính toán với ngươi, mọi người cưỡi lừa nhìn bản, chờ xem. Nói xong Mạnh Hiểu Tiên liền dẫn chính mình hai cái thuộc hạ biến mất tại nơi địa phương này. Ai cũng không biết các nàng đi chỗ nào, không rõ tình huống, thậm chí coi là Mạnh Hiểu Tiên không dám cùng Mục Bất Vĩ ở cùng một chỗ. Đợi cho đi một hồi, triệt để rời đi Mục Bất Vĩ sau, Mạnh Hiểu Tiên mới thấp giọng nói, dù tìm không thấy Vân Vận khí tức, như nàng ngay tại Hoa Thần Sơn, tiến vào Hoa Thần Sơn lối vào liền mấy cái như vậy, cho ta đưa nàng tìm ra, giết chết bất luận tội. Hai người kia vội vàng gật đầu, vâng. Đợi cho hai cái thuộc hạ rời đi, Mạnh Hiểu Tiên lúc này mới nhìn về phía vừa rồi phương hướng, cười lạnh nói, Mục Bất Vĩ a à, Mục Bất Vĩ, ngươi người này lời nói thật đúng là tốt bộ. Hôm nay Vân Vận nhất định chết tại Hoa Thần Sơn. Một bên khác, Mục Bất Vĩ đứng yên tại chỗ hồi lâu, nàng càng nghĩ càng không đúng lực, cái này Mạnh Hiểu Tiên ngày thường ngang ngược càng dỡ quen, chưa hề phục qua mềm, hôm nay sao như thế liền rời khỏi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Bất Vĩ suy nghĩ lại bị kéo đến nàng cùng Mạnh Hiểu Tiên nói chuyện, Mục Bất Vĩ toàn thân chấn động, xong, ta đem Vân Vận hành tung tiết lộ. Cho đến lúc này Mục Bất Vĩ mới phản ứng được mình đem Vân Vận hành tung bán. Tuyệt đối không được, phải lập tức tìm tới nàng. Mục Bất Vĩ biết Vân Vận ngay tại phương hướng tây bắc, mà Mạnh Hiểu Tiên thì là chỉ biết Vân Vận tại Hoa Thần Sơn. Mặc dù đối phương chiếm cứ tiên cơ, nhưng Mục Bất Vĩ nếu là bước chân mau một chút, không chừng sẽ còn trước tìm tới Vân Vận đâu. Chỉ ít Mục Bất Vĩ là nghĩ như vậy. Hoa Thần Sơn phương hướng tây bắc, Vân Vận dùng đặc thù linh bảo đem khí tức thu liễm, liền xem như Mạnh Hiểu Tiên cũng phát hiện không được.
Nang Liên chuẩn bị chờ Hoa Thần Sơn mở ra, sau đó tùy thời tìm cơ hội cướp đoạt vinh dự tiền xu. Ẩn nấp một bên, Vân Vận nghĩ trừ Mục Bất Vĩ bên ngoài mặc cho dù ai cũng không cách nào tìm tới mình, mà lại hiện tại Vân Vận tự nhiên là tín nhiệm Mục Bất Vĩ. Nếu là Mục Bất Vĩ nghĩ muốn giết mình kia tại Thông Thiên Trụ liền có thể động thủ, thậm chí không cần cứu mình. Vân Vận ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng nghĩ không ra Mục Bất Vĩ bán chính mình nguyên nhân, dứt khoát liền tín nhiệm người này. Trong chớp nhoáng, Hoa Thần Sơn run run một hồi, dường như muốn mở ra. Hoa Thần Sơn liền ở vào thanh minh không gian chung quanh, Vân Vận nhịn không được thì thào một câu, không biết thông qua Hoa Thần Sơn có thể trực tiếp tiến vào thanh minh không gian. Ta không đến có lẽ có cơ hội, chẳng qua bây giờ ngươi cũng đã không có cơ hội. Quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng không hiểu từ Vân Vận sau người truyền đến, thanh âm này tựa như sấm dậy đất bằng, kinh hãi Vân Vận kém chút nhân hồn tách rời. Vân Vận bản năng rút ra thanh minh phó kiếm, xoay người nhìn lại, đúng là Mạnh Hiểu Tiên, nàng cả kinh nói, là ngươi. Mạnh Hiểu Tiên cười nói, là ta. Vân Vận sắc mặt đại biến, kinh trá nói, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Mạnh Hiểu Tiên làm ra một cái cực kỳ mập mờ biểu lộ, tự nhiên là có người mật báo. Mật báo? Vân Vận vô ý thức nghĩ đến Mục Bất Vĩ. Đúng vậy, Mạnh Hiểu Tiên nhân xấu làm đến cùng. Toàn bộ Hoa Vực cũng chỉ có Mục Bất Vĩ biết Vân Vận người ở chỗ nào, nếu như không phải Mục Bất Vĩ tiết lộ hành tung của mình. Kia Vân Vận là lại khó nghĩ ra người thứ hai, nhưng Vân Vận vô luận như thế nào cũng không tin là Mục Bất Vĩ bán chính mình. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Vân Vận cả giận nói, không có khả năng, nàng không có lý do bán ta. Mạnh Hiểu Tiên cực kỳ đồng ý gật đầu, nói, ừm, ngươi nói không sai, đó nhất định là vận khí ta tốt mới tìm được ngươi, ân, chính là như vậy. Ngươi, Mạnh Hiểu Tiên càng như vậy nói Vân Vận liền càng là tin tưởng nàng. Không đợi Vân Vận kinh sợ, Mạnh Hiểu Tiên lấy ra một khối ngọc giản, ngươi ở chỗ này, mau tới. Giờ phút này không có thời gian cho Vân Vận phân rõ phải chăng bị Mục Bất Vĩ bán, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Hiện tại thanh minh phó kiếm không có nạp năng lượng, bằng vào nàng ngũ tinh đấu đế thực lực như thế nào cùng Mạnh Hiểu Tiên đấu. Mạnh Hiểu Tiên làm thế nào cũng sẽ không để Vân Vận chạy thoát, nàng lấy ra roi màu trắng, định liệu trước, lần trước có thanh minh phó kiếm giúp đỡ, lại tổn thương ta, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Dứt lời Mạnh Hiểu Tiên liền hai chân đạp mạnh, bát tinh đấu đế tu vi nháy mắt lộ ra cực mạnh cảm giác áp bách, Vân Vận chỉ cảm thấy hai vai có thái sơn, hai chân khó động chút nào. Đối mặt Mạnh Hiểu Tiên như thủy triều áp bách, Vân Vận nửa bước không thể đi. Mắt thấy Mạnh Hiểu Tiên trường tiên sắp xâm nhập bốn phía, Vân Vận bộc phát tất cả đế chi nguyên khí. Đợi cho cái này áp bách có mảy may buông lỏng, Vân Vận thanh minh phó kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn lại trường tiên công kích. Một tiếng vang giòn, Vân Vận chỉ cảm thấy tiếp nhận vạn cân cự lực, thân thể lập tức liền bay ngược ra ngoài. Càng hỏng bét chính là Vân Vận thân thể vừa vặn đánh vào Hoa Thần Sơn cấm chế phía trên, nháy mắt một cỗ điện lực càn quét Vân Vận toàn thân. Vân Vận một hơi đỏ thắm máu phun ra, thân thể khí cơ nhanh chóng lụi bại. Ngũ tinh đấu đế cùng bát tinh đấu đế chi ở giữa chênh lệch xa so với Vân Vận tưởng tượng cường đại, liền bình thường nhất công kích nàng đều không chặn được tới. Mạnh Hiểu Tiên thấy thế đại hỉ, trường tiên lại là vung lên, giữa thiên địa chấn động dị thường, kia trường tiên hóa thành rắn độc, chui hướng Vân Vận nơi cổ họng, thế tất yếu lấy nó tính mạng. Chậm thì sinh biến, Vân Vận, đừng trách ta Mạnh Hiểu Tiên nhẫn tâm. Mạnh Hiểu Tiên công kích rất nhanh thành hình, một cái bóng rắn độc lập tức hướng phía Vân Vận yếu điểm đi đến. Vân Vận tim phổi chập trùng kịch liệt, nhưng lúc này sinh tử chỉ ở một tuyến, không có cách, chỉ có thể gắng chống đỡ lấy thương thế. Thanh minh phó kiếm huy động ở giữa, một đạo ánh sáng xanh vờn quanh Vân Vận, sau đó cái này ánh sáng xanh lập tức hóa thành một đóa xoay tròn cự hoa. Thanh âm điếc tai nhức óc gần như có thể đem Hoa Thần Sơn cấm chế đánh vỡ. Sau đó Vân Vận thanh minh phó kiếm đột nhiên một chỉ, kia ánh sáng xanh cự hoa nháy mắt hướng phía Mạnh Hiểu Tiên đánh tới, ý giai đấu kỹ, thanh quang lộng hoa ảnh. Hai cỗ công kích trong chốc lát liền giao tiếp cùng một chỗ, cái kia độc xà huyễn ảnh bị Vân Vận thanh quang lộng hoa ảnh đánh trúng. Ánh sáng xanh cùng huyễn ảnh rắn độc bộc phát ra cực kỳ tiếng vang ầm ầm, mắt thấy sóng âm liền phải truyền đến Hoa Thần Sơn địa phương khác. Nhưng Mạnh Hiểu Tiên lại tại thời khắc này dưới song chưng ép, sau đó tất cả sóng âm liền tiêu tán thành vô hình. Rõ ràng, Mạnh Hiểu Tiên là chuẩn bị đem Vân Vận quan ở nơi này giết. Bạo liệt thanh âm vừa đi vừa về xông xáo, Vân Vận chỉ cảm thấy ma âm rót vào tai, đứng không vững. Không biết qua bao lâu, cái này sóng âm cuối cùng là rơi xuống, Vân Vận đã là nửa tàn trạng thái, lại nhìn Mạnh Hiểu Tiên như cũ trạng thái dũng mãnh phi thường. Vân Vận thanh minh phó kiếm chống đỡ lấy thân thể, nhìn về phía Mạnh Hiểu Tiên, bát tinh đấu đế, không gì hơn cái này. Mạnh Hiểu Tiên cười ha ha, ngươi đã dùng mạnh nhất đấu kỹ, ta lại chỉ là phát một cái bình thường công kích, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, mà nhưng ta vẫn còn toàn thịnh dáng vẻ. Đúng lúc này Hoa Thần Sơn hai bên lại bay tới hai đạo nhân ảnh, Hiểu Tiên tử, chúng ta tới. Vân Vận ở đâu? Ta tiếp vào tín hiệu liền lập tức chạy đến. Hai người này chính là tại Thông Thiên Trụ bên ngoài ám sát Vân Vận hai người, thấy hai người này đánh tới. Vân Vận sắc mặt nháy mắt vàng như nến, tâm đã chìm đến thung lũng. Mạnh Hiểu Tiên thấy hai người này đến đây, biến sắc, Vân Vận là ở chỗ này. Ta đã xem nàng tổn thương nửa tàn, đầu này tính mạng liền để lại cho các ngươi kết thúc.
cũng không phải là Mạnh Hiểu Tiên không muốn giết Vân Vận, mà là hiện tại Vân Vận cùng Vân Phong cùng Mục Bất Vĩ quan hệ tựa hồ có chút thân mật. Mạnh Hiểu Tiên nếu là giết Vân Vận khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền phức, không bằng để hai người này làm đem đao, sau đó mình mượn đao giết người. Hai người kia nhận được mệnh lệnh chính là tất sát Vân Vận, tự nhiên không có nhiều cố kỵ như thế, lúc này liền đưa tay hướng phía Vân Vận công tới. Vân Vận nạp mạng đi, lần này ngươi tổng trốn không thoát. Vân Vận giờ phút này lòng như cho nguội, nàng chỉ cảm thấy mình bị Mục Bất Vĩ bán. Hai người kia công kích tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu âm độc, Vân Vận hiện tại trạng thái kém, nhất định là không có năng lực đánh trả. Nhìn xem càng ngày càng gần công kích, Vân Vận gần như liền chạy trốn, khí lực đều không có. Các ngươi dám! Ngay tại Vân Vận mất hết can đảm lúc, một đạo nghiêm nghị từ phía chân trời vang lên, không thêm mảy may che giấu, đồng thời kia tư thế hiên ngang thân ảnh lại một lần nữa đánh tới. Thiên không một tiếng vang thật lớn. Không biết có phải hay không Hoa Thần Sơn sắp mở ra, hoa vực trên không hiếm thấy bắt đầu mây đen dày đặc, đồng thời sấm sét vang dội, cái này hiển nhiên là mưa to dấu hiệu. Mục Bất Vĩ tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, thấy kia hai tỷ muội còn muốn thừa lúc vắng mà vào. Trương tay chính là trường kiếm bao phủ hai người, sau đó một tiếng quát chói tai, đêm tối chi vũ, hắc nhật giáng lâm. Á. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì ngưng lại cùng do dự, Mục Bất Vĩ lên chiêu chính là sát chiêu mạnh nhất một trong. Một vòng hắc nhật từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, cái này hắc nhật cùng mây đen dày đặc thiên không hô ứng lẫn nhau. Hai người kia hiển nhiên không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái Mục Bất Vĩ, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng thu chiêu đối kháng hắc nhật. Kịch liệt tiếng va chạm vang vọng đất trời, Hoa Thần Sơn bên ngoài cấm chế càng phát yếu kém, dường như lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Đồng thời kia hai tỷ muội đồng dạng bị đẩy lui, trong miệng tràn ra huyết dịch, xem ra cũng là tổn thương không nhẹ. Hai người lui ra phía sau rất xa mới chậm rãi dừng lại, đem khóe miệng huyết dịch lau khô. Ta Hướng Thị tỷ muội tại hoa vực cũng coi như là có chút danh tiếng, không nghĩ tới lại vẫn là đụng tới tấm sắt. Lời này hiển nhiên là nói cho Mạnh Hiểu Tiên nghe được, bởi vì ở đây mấy người chỉ có Mạnh Hiểu Tiên nhưng cùng Mục Bất Vĩ giao chiến. Mạnh Hiểu Tiên hiểu rõ, trong lòng cười lạnh, đồng thời ai thán, xem ra giống giả mượn nàng nhân thủ giết chết Vân Vận vẫn là không thực tế. Dứt lời, Mạnh Hiểu Tiên một bước nhảy lên, trường tiên chỉ hướng Mục Bất Vĩ, nghiêm nghị nói ra: Mục Bất Vĩ, Vân Vận tại nội môn kiểm tra bên trong giết hại đồng môn chính là tội chết, ta Mạnh Hiểu Tiên hôm nay thay trời hành đạo, ngươi có dám cản ta? Mục Bất Vĩ hắc kiếm đồng dạng giơ lên, nói: ít những cái này quan phương nói nhảm, muốn đánh cứ đánh. Đã là nỏ mạnh hết đà, Vân Vận nhìn về phía trước người kiên định bóng lưng, ỉu xìu nói: ngươi. Mục Bất Vĩ tuyệt không quay đầu, chỉ là từ tốn nói: trước đó bị cái thằng này bộ lời nói, tuyệt chưa bán ngươi. Ngắn gọn mấy chữ lại mang theo để người không thể không tin phục quyết đoán, Vân Vận trên mặt rốt cục xua tan mây mù trời lại sáng, nở nụ cười: ta tin ngươi. Đồng dạng ngắn gọn trả lời, đồng dạng hữu lực ngôn luận. Mục Bất Vĩ cũng ảo ảo cười một tiếng: đa tạ. Ngươi cái mạng này ta Mục Bất Vĩ bảo đảm định. Phía trước Mạnh Hiểu Tiên nhất là không thể gặp hai người này ở trước mặt nàng tùy ý nói chuyện. Lúc này liền là trường tiên điên cuồng vung, một đầu màu trắng cự mãng từ trên trời giáng xuống, thành giai đấu kỹ, cự mãng thô nhật. Mục Bất Vĩ sắc mặt hi hữu nặng, Mạnh Hiểu Tiên một mực là nàng tại hoa vực mạnh nhất đối thủ, Mục Bất Vĩ chính mình cũng không có nắm chắc đối phó Mạnh Hiểu Tiên. Mà lại hai người từ trước đến nay là rất có ăn ý, một mực vương bất kiến vương, hôm nay là hai người lần thứ nhất chính diện đối quyết. Đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận. Mục Bất Vĩ trường kiếm lần nữa huy động, một vòng càng lớn hắc nhật từ khâu trung tái hiện, kiếm khí bé nhọn như là ác quỷ tiếng kêu một loại ô ô rung động, thánh giai đấu kỹ, hắc nhật giáng lâm. Cực hạn bạch cùng cực hạn đen lẫn nhau làm nổi bật, dường như đem cả phiến thiên địa phân chia thành hai khối. Mục Bất Vĩ cùng Vân Vận triệt để bị hắc ám thôn phệ, không nhìn thấy nửa điểm tăm hơi, Mạnh Hiểu Tiên cùng kia hai tỷ muội thì là bị màu trắng nuốt hết. Nơi đây chiến đấu quy mô thực sự là to lớn, hấp dẫn không ít người chú ý, chẳng qua không ai dám tới. Tại cái này một kích mạnh nhất đụng chạm trước đó, giữa thiên địa tức thời hạ lên mưa to. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào Hoa Thần Sơn mỗi một phiến trên lá cây, khô hạn đại địa có nước mưa thấm ướt sau dơ lên bùn đất mùi thơm ngát hương vị. Mùi vị kia mỗi người đều nghe được qua. Đồng thời cực hạn bạch cùng cực hạn đen bắt đầu lẫn nhau cắn xé, thôn phệ, phá hủy, ai cũng không biết cuối cùng có thể sống sót chính là ai. Cuồng phong cùng lôi điện đang giao hòa, màu đen cùng màu trắng tại cắn xé. Trận này cắn xé không biết tiếp tục bao lâu, một trận hạo kiếp bạo tạc lan tràn toàn bộ Hoa Thần Sơn, cái này chấn động kinh hoàng dường như dẫn động thiên không lôi đỉnh. Trong chốc lát, giữa thiên địa bỗng nhiên lóe lên, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đánh vào Hoa Thần Sơn cấm chế bên trên. Hoa Thần cấm chế vốn dĩ đã cực kỳ suy yếu, trải qua cái này lôi đỉnh oanh kích, cấm chế triệt để bị phá ra. Hoa Thần bên trong lập tức xuất hiện mấy đạo kim quang, tất cả mọi người biết kim quang này đại biểu cái gì. Một vệt kim quang liền đại biểu một viên vinh dự tiền xu. Địa phương khác không ngừng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, hiển nhiên có thật nhiều người đã tiến vào Hoa Thần Sơn. Mà tại phương hướng tây bắc, cùng Mạnh Hiểu Tiên cường thế va chạm Mục Bất Vĩ tại trường hạo kiếp này bên trong là thân chịu trọng thương. Khóe miệng nàng tất cả đều là huyết dịch,
hắc kiếm đã xuất hiện lỗ hổng, cả người khí thế uể oải đến cực hạn. Trái lại một bên khác, Mạnh Hiểu Tiên đồng dạng thụ thương không nhẹ, Mục Bất Vĩ tu vi tuy nói thấp nàng một bậc, nhưng hắc nhật giáng lâm thực sự là cường hoành, Mạnh Hiểu Tiên hoàn toàn bị hắc quang bao phủ, trong cơ thể phòng ngự bị phá hư 7-8 phần. Đi mau. Bụi bặm chưa định, hỗn loạn bên trong chợt có một người vọt tới Vân Vận bên cạnh, kéo lên một cái đồng dạng trọng thương Vân Vận liền hướng phía Hoa Thần Sơn bên trong đuổi. Trong lúc bối rối Vân Vận căn bản không biết người đến người nào, cho đến cái này người lôi kéo Vân Vận xông vào Hoa Thần Sơn Vân Vận mới thấy rõ, không biết kia Mục Bất Vĩ lại có thể là ai. Chỉ là thời khắc này Mục Bất Vĩ khóe miệng ngậm máu, khí tức uể oải, hiển nhiên là bị trọng thương, Vân Vận một bên chạy vừa nói, ngươi thụ thương rồi. Mục Bất Vĩ chạy nhiều nhanh, cuồng phong thổi qua cái trán mấy sợi tóc xanh, nàng tuyệt không quay đầu, vết thương nhỏ. Thế nhưng là, Vân Vận còn muốn hỏi cái gì? Đừng thế nhưng là, Mục Bất Vĩ trực tiếp đánh gãy Vân Vận, sau đó nói, ta thụ chút tổn thương, chẳng qua Mạnh Hiểu Tiên cũng không chịu nổi. Chỉ là các nàng người đông thế mạnh, mà lại Mạnh Hiểu Tiên thương thế khẳng định so ta nhẹ, chúng ta trước tìm địa phương điều dưỡng. Vân Vận gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tí tách tí tách. Mưa rơi càng lúc càng lớn, nửa điểm không có ngừng nghỉ ý tứ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu trần trụi đập tại trên thân hai người, lạnh buốt để cái này trọng thương hai người càng thêm thanh tỉnh. Không biết chạy bao lâu, hai tóc người cùng quần áo kề sát ra đầu, kia là nước mưa bố trí, cùng nhau đi tới, trên mặt đất lưu lại chân của hai người ấn cùng huyết dịch. Nếu là tại bình thường, hai người này tất nhiên là tai kiếp khó thoát, nhưng là tốt liền cũng may hôm nay hạ trận mưa lớn này. Mưa to cọ rửa chân của hai người ấn cùng vết máu, thậm chí tẩy đi hai người lưu lại mùi huyết tinh, đây là nhất thiên nhiên bảo hộ. Vì cái gì ngừng rồi? Thấy phía trước Mục Bất Vĩ ngừng lại, Vân Vận lo lắng nói. Mục Bất Vĩ nói ra, không có đường. Không có đường rồi. Vân Vận dọc theo Mục Bất Vĩ ánh mắt nhìn, phía trước trống không một bức tường đá về sau chính là cái kia thanh che trời đứng vững thanh minh kiếm. Mà tại dưới tường đá thì là có một cái đen nhánh sơn động, núi này động không cách nào lấy thần thức tìm kiếm, chỉ là một mảnh đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Vận tuyệt vọng nói, nơi này là. Mục Bất Vĩ trầm giọng nói, thanh minh kiếm hạ thanh minh động, nghe nói đây là hoa vực cấm địa một trong, tiến vào trong đó người chưa hề ra tới qua. Vân Vận trong lòng càng chìm, kể từ đó chẳng phải là một con đường chết. Ai ngờ Mục Bất Vĩ lắc đầu, không nhất định. Vân Vận không hiểu, ồ. Mục Bất Vĩ quay đầu, nhìn về phía hai người lúc đến con đường, nơi đó là một mảnh rậm rạp vô cùng rừng rậm, có ba đầu rừng cây tiểu đạo. Mưa to dần dần dừng lại, băng lãnh khí tức lại một lần nữa xâm nhập hai người thân thể, trong rừng rậm không ngừng dơ lên đậm đặc xương trắng, Mục Bất Vĩ trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện vẻ tươi cười. Lưu trú tại Thanh Minh kiếm xuống núi trước động, Mục Bất Vĩ toàn thân nhuốm máu, trên mặt lại mang theo không hiểu ý vị, quả thật tốt mưa một trận. Vì sao là tốt mưa? Vân Vận hỏi. Mục Bất Vĩ mang thương cười khổ, mưa to cọ rửa máu của chúng ta khí, lấp đầy chân của chúng ta ấn, còn dơ lên nồng đậm sương mù, trận mưa này quả thực không thể tốt hơn. Vân Vận gật đầu, thì ra là thế. Vân Vận luôn luôn không nói nhiều, nhưng lần này Vân Vận lại nhịn không được nói ra, nhưng các nàng còn rất biết tìm đến nơi đây. Mục Bất Vĩ gật đầu, không sai. Vân Vận nói, vậy làm sao bây giờ? Mục Bất Vĩ thoải mái cười một tiếng, chờ. Vân Vận đôi mắt đẹp nghi hoặc, chờ. Mục Bất Vĩ giải thích nói, Mạnh Hiểu Tiên trời sinh tính đa nghi, nhất định không dám tùy ý tới gần chúng ta. Cứ việc chúng ta bị thương, cho nên nàng khẳng định sẽ thả chậm bước chân, để đôi kia tỉ muội trước tìm tới chúng ta. Vân Vận dường như có chút minh bạch, mà Mạnh Hiểu Tiên thì là từ đứng ngoài quan sát xem xét. Không sai, Mục Bất Vĩ trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có chiến ý, nếu như chúng ta có thể lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết đôi kia tỉ muội, Mạnh Hiểu Tiên thì không dám tùy ý gần phía trước, chúng ta liền có đảo vong cơ hội. Vân Vận hỏi, cho nên... Mục Bất Vĩ trả lời, ta hiện tại còn thừa lại 4 thành tu vi, ngươi hẳn là còn lại khoảng 3 phần 10, nếu có thể lực thi tiểu kế chắc hẳn đánh giết kia tỉ muội xác suất cũng không nhỏ. Cái gì tiểu kế? Vân Vận chẳng biết tại sao Tang Đi Hoa Tông tông chủ khí phách trở nên rất là mê mang. Mục Bất Vĩ cười không nói, dường như trong lòng đã có đối sách. Hoa Thần Sơn khác một bên, Mạnh Hiểu Tiên đang cùng đôi kia tỉ muội truy sát Vân Vận hai người. Trùng hợp lúc này lên sương mù, mà lại xuất hiện trước mặt ba con đường, ba người không biết như thế nào làm việc. Đáng ghét. Hết lần này tới lần khác lúc này lên sương mù. Đôi kia trong tỉ muội, lớn tuổi Lục Tinh tỉ tỉ ủ rũ nói. Muội muội đồng dạng lắc đầu, Hoa Thần Sơn từ xưa đến nay liền có nguyên thủy uy áp, thần trí của chúng ta ở nơi này sẽ bị hạn chế, như thế liền đành phải lấy mắt thường đuổi bắt. Nhưng hôm nay một trận mưa lớn bôi các nàng hai người tung tích cùng khí tức, hiện tại còn lên sương mù, quả thực là lão thiên đều đang giúp các nàng. Hiểu Tiên tử, như thế làm việc. Hai tỉ muội đồng thời nhìn về phía Mạnh Hiểu Tiên. Mạnh Hiểu Tiên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Nàng nhìn trước mặt ba đầu đường núi, nói ra, chia ra ba đường, tìm tới người liền kêu to kêu gọi. Hai tỷ muội gật đầu, cái này tựa như là trước mắt biện pháp tốt nhất. Các nàng, có thể hay không đã chạy thoát rồi? Muội muội nhịn không được hỏi.
Mạnh Hiểu Tiên khinh thường cười lạnh, trốn không được. Vì sao tự tin như vậy? Tỷ tỷ cũng hỏi. Mạnh Hiểu Tiên ngực tựa hồ có chút đau đớn, nàng một tay vuốt ngực nói, Mục Bất Vĩ thụ ta công kích, giờ phút này 10 thành tu vi còn sót lại 4 thành. Vân Vận Càng là còn sót lại 3 thành, cái này trên thân hai người còn có tổn thương, tất nhiên đi không xa. Hai tỷ muội hiểu rõ, lòng tin nói, hoàn toàn chính xác. Ba người chúng ta trên là tốt đẹp trạng thái, cước trình nhất định so với các nàng nhanh. Làm sao chia? Hiểu Tiên tử ngươi muốn đi con đường kia. Mạnh Hiểu Tiên nhìn một chút ba con đường, chỉ vào nhất là bằng phẳng một đầu nói ra, ta chọn đầu này đi. Bình thường đều sẽ chọn đầu này đường dễ đi, bởi vì Vân Vận hai người vốn là có thương tích trong người. Đang chạy trối chết thời điểm tự nhiên sẽ chọn tốt đi một đầu, Mạnh Hiểu Tiên chọn con đường này hiển nhiên cũng là nghĩ sớm một chút tìm tới hai người. Nói xong Mạnh Hiểu Tiên liền một bước bước vào sương mù dày đặc, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lúc này sau lưng tỷ muội mới mở miệng, cái này Hiểu Tiên tử tu vi tuy cao cường, nhưng đầu óc nhưng không sánh được tu vi. Muội muội không hiểu, ý của ngươi là nàng chọn sai đường. Không chỉ có chọn sai, ngược lại 10 phần sai. Đối mặt muội muội đặt câu hỏi, tỷ tỷ mang trên mặt trí tuệ tia sáng, tựa hồ đối với phán đoán của mình phi thường tự tin. Muội muội hỏi lần nữa, vì sao đường dễ đi ngược lại 10 phần sai? Tỷ tỷ trong mắt có ánh mắt giảo hoạt, bình thường người đang chạy trối chết lúc nếu là đối mặt ba đầu không giống con đường. Kia nàng nhất định sẽ lựa chọn khó đi nhất kia một đầu, bởi vì các nàng tổng cho rằng khó đi con đường kia dễ dàng nhất bỏ trốn. Muội muội bỗng nhiên tỉnh ngộ, không điểm đứt đầu. Tỷ tỷ nói lần nữa, để ta không hiểu là Hiểu Tiên tử cũng không phải mới ra đời tân thủ, tại sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Muội muội suy đoán nói, có thể là nàng bị Hoa Thần Sơn cái này đặc thù cấm chế ảnh hưởng đi. Lại nói, ai nếu là giết chết Vân Vận liền sẽ đạt được trưởng lão đặc thù ban thưởng, hiện tại chúng ta thiếu mất một người cạnh tranh chẳng phải là tốt hơn à? Cái kia tỷ tỷ dường như cũng nghĩ không ra được Mạnh Hiểu Tiên vì sao phạm loại sai lầm cấp thấp này, tuyệt không tiếp tục nói chuyện. Giờ phút này muội muội lại phi thường nhảy cẫng, tỷ tỷ, hiện tại Vân Vận đầu người ngay tại chúng ta trước mắt, chúng ta mau từ khó khăn nhất con đường kia đi qua. Sau đó gỡ xuống đầu lâu của nàng đi đổi lấy ban thưởng đi, nghe nói các trưởng lão ban thưởng phi thường lớn đâu. Cái kia tỷ tỷ giờ phút này chợt lưu chú bất động, ánh mắt chớp lên một cái, nói ra, chờ một lát. Làm sao rồi? Tỷ tỷ nói ra, mặc dù nói các nàng vô cùng có khả năng lựa chọn khó khăn nhất đường, nhưng người có tính sai ngựa có thất đề. Vạn nhất các nàng từ một con đường khác chạy trốn liền không xong, cho nên ta cảm thấy vẫn là phải chia binh hai đường. Muội muội hỏi, vậy chúng ta đi như thế nào? Tỷ tỷ dừng lại một chút, ngươi tu vi không cao hơn ta, kinh nghiệm chiến đấu cũng không cao hơn ta, tỷ tỷ dù muốn để ngươi đi khó đi nhất con đường này. Nhưng ngươi lấy một địch hai sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, cho nên khó khăn nhất đường cho tỷ tỷ đi thôi. Dường như cảm thấy mình nói không đủ viên mãn, cái này tỷ tỷ lại bổ sung, ngươi yên tâm, gỡ xuống Vân Vận đầu lâu sau ban thưởng tỷ muội chúng ta vẫn là chia đều. Nghe nói như thế muội muội sắc mặt âm trầm mới dần dần sáng sủa, sau đó một mặt cảm động, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tỷ tỷ vỗ vỗ bờ vai của nàng, tốt, đừng đùa lưu lại, không phải con vịt đã đun sôi coi như bay. Nói xong tỷ tỷ liền thuận khó đi nhất con đường kia đi đến, muội muội thì là từ một con đường khác đi đến, hai người phân biệt biến mất tại sương mù bên trong. Thanh Minh kiếm dưới, Hoa Thần Sơn bên trong. Mục Bất Vĩ cùng Vân Vận dừng lại tại Thanh Minh động trước, hai người nhẫn thụ lấy trời giá rét. Thật lâu Mục Bất Vĩ mới lên tiếng, bằng vào ta đối với các nàng hiểu rõ, ba người này tuyệt đối sẽ chia ba đường tìm đến. Vân Vận nghi ngờ nói, ngươi không phải nói Mạnh Hiểu Tiên sẽ cố ý ngưng lại, để kia Hoa tỷ muội trước tìm đến à? Như thế nói đến kia Hoa tỷ muội nhất định đồng loạt tìm đến, vì sao lại sẽ chia ba đường? Mục Bất Vĩ định liệu trước, vô luận như thế nào, kia Hoa tỷ muội đều sẽ tách ra. Vì sao? Mục Bất Vĩ cười thầm nói, các nàng nếu là có thể giết chết ta nhất định có thể một lần thành danh, huống chi ngươi vẫn là các nàng tất sát mục tiêu. Nói không chừng giết chết ngươi về sau các nàng có thể thu được phong phú ban thưởng, kể từ đó hai người nhất định tâm hoài quỷ thai, lòng mang độc kế, đều nghĩ độc tài công lao. Vân Vận lắc đầu nói, các nàng liền không sợ một người không cách nào nuốt mất hai người chúng ta. Mục Bất Vĩ lần nữa cười thảm, bây giờ ta trọng thương, ngươi trọng thương, nàng hai người đều là lục tinh đấu đế tu vi, ngươi cho rằng. Dư vị ảm đạm. Mục Bất Vĩ lại cười mở cười nói, nhưng các nàng vẫn là tính sai một sự kiện. Chuyện gì? Mục Bất Vĩ nói ra, ta Mục Bất Vĩ một khi điên lên so dã thú còn muốn không sợ chết, chó gấp còn nhảy tường, huống chi là ta bốc lên thiên hạ chi lớn Bất Vĩ Mục Bất Vĩ. Mục Bất Vĩ ánh mắt bên trong mang theo sắc bén tia sáng, Vân Vận chỉ cảm thấy thời khắc này Mục Bất Vĩ tựa như trên đời này tiêu sái nhất anh hùng. Đợi cho Mục Bất Vĩ đem kế hoạch của mình kể xong, Vân Vận mới hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mục Bất Vĩ ngây ngốc một chút, mặc kệ mấy thành, chúng ta dù sao cũng nên thử một lần. Vân Vận hiểu rõ, nhìn về phía sơn động, nói ra, chúng ta trốn vào Thanh Minh động. Không, Mục Bất Vĩ lắc đầu, sau đó nói, Thanh Minh động còn có đại dụng, chúng ta ở lại bên ngoài liền có thể. Dứt lời Mục Bất Vĩ liền một người ngồi xếp bằng tại chỗ, hai mắt nhìn về phía trước sương mù,
dường như tại suy nghĩ cái gì. Thấy Mục Bất Vĩ này hình, Vân Vận nhịn không được hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Mục Bất Vĩ vết thương trên người dường như vỡ ra, huyết tương quần áo nhuộm càng đỏ, nhưng nàng đối với cái này thờ ơ. Ngược lại vừa cười vừa nói, ta đang nhớ các nàng ba người ai sẽ cái thứ nhất bắt đến cừu. Bốc thăm, Vân Vận hỏi. Mục Bất Vĩ nói, không sai, mấy người nếu là chia của không đồng đều chắc chắn thông qua bốc thăm giải quyết, ai trước bắt lấy ai chính là lớn nhất bên thắng, mà chúng ta thì là cừu. Vậy ngươi cảm thấy cái thứ nhất đến sẽ là ai? Vân Vận hỏi lần nữa. Mục Bất Vĩ nghĩ kỹ một chút, định liệu trước nói, nhất định là kia trong tỷ muội tỷ tỷ. Vì sao? Mục Bất Vĩ cười nói, kia hoa tỷ muội nhìn như tình thâm, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, đặc biệt là cái kia tỷ tỷ, tinh thông tính toán. Chắc chắn nghĩ hết biện pháp cùng nàng muội muội tách ra, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đây, muốn nuốt một mình công lao. Vân Vận lo lắng nói, kia nàng đến chúng ta nên như thế nào? Mục Bất Vĩ nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút Thanh Minh Động, nói, cái kia tỷ tỷ mặc dù tinh thông tâm kế, nhưng cũng bởi vì quá mức tinh thông cho nên làm người hết sức giàu hoạt đa nghi, đây chính là chúng ta đột phá điểm. Tại hoa vực sinh trưởng ở địa phương, Mục Bất Vĩ đối hết thảy đều hiểu rõ trong lòng. Cho nên chúng ta muốn nhắm chuẩn nàng đa nghi cái này tính cách đặc thù xuống tay. Vân Vận trong đầu dường như đã có mạch suy nghĩ. Mục Bất Vĩ gật gật đầu, sau đó gọi Vân Vận đi tới, đồng thời thấp giọng nói, một hồi ta sẽ giấu ở Thanh Minh Động bên ngoài, ngươi thì là bồi hồi tại Thanh Minh Động trước. Mục Bất Vĩ thanh âm phi thường thấp, trên đời này chỉ sợ chỉ có Vân Vận một người biết nàng nói thứ gì. Giờ phút này sương mù càng phát làm, đã đến một mét có hơn tiện nhân ảnh mơ hồ tình trạng, Vân Vận độc tự tại Thanh Minh Động bên ngoài đi tới đi lui, nhìn qua tâm sự nặng nề. Trong chớp nhoáng, Thanh Minh Động bên ngoài ngoài cùng bên phải nhất đường nhỏ một trận run run, một bóng người tại chỗ kia chớp động. Động tác này dù nhỏ bé, Vân Vận nhưng trong nháy mắt liền chú ý tới, chẳng qua Vân Vận tuyệt không có phản ứng, vẫn như cũ không ngừng bồi hồi. Ngươi ở đâu đi cái gì? Tỷ tỷ liếc nhìn Vân Vận, chẳng qua nàng tuyệt không lỗ mãng tiến lên, mà là hiện thân hỏi thăm. Vân Vận sững sờ, nàng nghĩ tới cái này tỷ tỷ rất nhiều chồng ra trận phương thức, thế nhưng tuyệt nghĩ không ra nàng sẽ nghênh ngang đi tới. Ta đi cái gì có liên quan gì tới ngươi? Vân Vận dừng bước, thân thể lại tới gần Thanh Minh Động. Cái kia tỷ tỷ đi về phía trước mấy bước, tuy nói tới gần mấy phần, nhưng cũng không dám quá mức gần phía trước, lúc này mới hỏi. Thanh Minh Động thế nhưng là hoa vực nổi danh cấm địa, ngươi tại ngoài động đi tới đi lui khâu chừng liền sẽ bị nó nuốt vào đi. Vân Vận cười nói, ngươi không phải liền ngóng nhìn ta chết. Tỷ tỷ lạnh lùng nói, ta đích xác là ngóng nhìn ngươi chết, nhưng ngươi nếu là hài cốt không còn ta lại là toi công bận rộn một trận. Mục Bất Vĩ đâu? Sau khi nói xong tỷ tỷ gấp hỏi tiếp. Vân Vận trên mặt hốt nhiên nhưng bi thương thần sắc, ta cùng nàng chạy trốn tới cái này ngõ cụt, hai người đều là thân chịu trọng thương. Tự biết sinh lộ bị đoạn, nàng liền tìm đường sống trong chỗ chết, tiến cái này Thanh Minh Động, chưa từng nghĩ lại cũng không thể ra ngoài được nữa. Mục Bất Vĩ chết rồi. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào Vân Vận, nhìn trước mắt thịt mỡ đi tới đi lui lại nửa điểm không có tiến lên ý tứ. Vân Vận cũng không có nghĩ đến cái này người cẩn thận như vậy, nàng chết cũng không nhìn Mục Bất Vĩ mai phục vị trí, sau đó từng bước một tới gần Thanh Minh Động. Đồng thời tuyệt vọng nói, đã Mục Bất Vĩ đều chết vậy ta khẳng định cũng sống không được, cùng nó chết tại loại người như ngươi trong tay không bằng ném động tự sát. Nói Vân Vận liền thật muốn xông vào Thanh Minh Động, lúc này cái kia tỷ tỷ y nguyên không động, nàng coi là Vân Vận là cố ý hù dọa nàng. Vân Vận từng bước một tới gần Thanh Minh Động, nhưng trong lòng thì mười phần sốt ruột, cái này người lại như thế bảo trì bình thản, mình nếu là thật rơi vào Thanh Minh Động vậy coi như thật xong đời, đáng ghét, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vân Vận đều chạy tới Thanh Minh Động miệng cái kia tỷ tỷ vẫn là chưa từng tới. Vân Vận cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, dứt khoát thật tìm đường sống trong chỗ chết. Nghĩ như vậy Vân Vận liền thật hai chân nhảy một cái, lại thật chuẩn bị nhảy vào Thanh Minh Động bên trong. Giấu ở một bên Mục Bất Vĩ đều đã không nhịn được xông ra, Vân Vận đây là sự thực kia tính mạng đến cược à. Cái kia tỷ tỷ chỉ muốn mang về Vân Vận đầu lâu, sau đó đổi lấy phần thưởng của mình, nhưng nếu là Vân Vận hài cốt không còn liền không có chứng cứ. Đến lúc đó không còn biện pháp nào giao nộp, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng rốt cục tại chỗ một cái lao xuống, tốc độ giống như là báo săn. Nháy mắt vọt tới Vân Vận bên cạnh thân. Lúc này Vân Vận đã nửa người rơi vào Thanh Minh Động, cái này người một phát bắt được Vân Vận một cái chân, hai người cứ như vậy ngưng kết tại Thanh Minh Động trước. Đầu của ngươi là ta, ta. Nữ tử này vừa định động thủ giải quyết Vân Vận, nhưng sau một khắc lại có một thanh đen nhánh trường kiếm từ phía sau của nàng thấu đến trước người, hắc kiếm phía trên còn lưu lại phun trào huyết dịch. Cái này, nữ tử khát vọng muốn quay đầu nhìn xem, sau một khắc hắc kiếm đột nhiên bộc phát sắc bén kiếm khí, nữ tử này nội tạng lập tức bị phá hư thành cặn bã. Nàng triệt để mất đi ý thức. Lúc này nữ tử nhẹ buông tay, mắt thấy Vân Vận còn muốn lại lần rơi vào Thanh Minh Động, chẳng qua lúc này Mục Bất Vĩ đã nhô ra một tay bắt lấy Vân Vận, nàng mỉm cười nói, không có sao chứ. Vân Vận sắc mặt tái nhợt, vừa rồi nửa người rơi vào Thanh Minh Động, Vân Vận quả thực hồn nhi đều nhanh dọa bay, loại kia băng hàn thấu xương là Vân Vận cả đời này thể nghiệm qua nhất cực độ. Thanh Minh Động vờn quanh cái này vô song kiếm khí,
Vân Vận cảm giác kiếm khí kia tùy tiện quét qua liền có thể đem mình chém thành muôn mảnh. Không cần nghĩ cũng biết kia là Thanh Minh kiếm phát ra sắc bén kiếm khí, cùng loại kia kiếm khí cùng so sánh Mục Bất Vĩ hắc kiếm khí tức quả thực như là trò đùa. Đời này Vân Vận đều không nghĩ lần nữa tiến vào Thanh Minh động. Bỗng nhiên vẫy vẫy đầu, Vân Vận sắc mặt tái nhợt nói, không có, không có việc gì. Mục Bất Vĩ đem Vân Vận từ Thanh Minh động bên trong lôi ra đến, sắc mặt cũng rất là không tốt, trước đó động tác quá mạo hiểm. Làm sao không thể đem tính mạng của mình xem như tiền đặt cược. Vân Vận giờ phút này sắc mặt mới xem như khôi phục chút huyết sắc, nhưng cái này người quá mức giảo hoạt, tuyệt không dễ bên trên làm, muốn để nàng tin tưởng nhất định phải làm ra để nàng tin tưởng sự tình. Mục Bất Vĩ trầm mặc không nói. Lúc này Vân Vận tức thời đánh vỡ trầm mặc, hỏi, sau này thế nào? Thứ hai đến sẽ là ai? Bất chi bất giác Vân Vận đã đem Mục Bất Vĩ xem như hướng tiêu, Mục Bất Vĩ nói cái gì chính là cái đó, bởi vì đến bây giờ nàng còn không có tính sai một sự kiện. Mục Bất Vĩ nhìn về phía Thanh Minh động bên ngoài sương mù, trầm ngâm một lát, nói ra, ta nói sớm, Mạnh Hiểu Tiên khẳng định sẽ là tới chóp nhất. Nàng cần phải có người thay nàng dẫm lôi, cho nên tiếp xuống chúng ta liền chờ lấy muội muội liền có thể. Nghe Mục Bất Vĩ phân tích, Vân Vận chỉ có không ngừng gật đầu. Cũng không phải là nói Vân Vận đầu óc không dùng được, mà là nàng mới đến, căn bản không hiểu rõ những người này tính cách. Tự nhiên liền không thể nào đúng bệnh hốt thuốc, nhưng Mục Bất Vĩ khác biệt, nàng từ nhỏ ở hoa vực lớn lên, đối tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Nghe xong Mục Bất Vĩ phân tích, Vân Vận lúc này mới nhìn về phía thi thể trên đất, thi thể của nàng làm sao bây giờ? Ném vào Thanh Minh động. Mục Bất Vĩ lắc đầu, không, thi thể của nàng còn có đại dụng. Vân Vận không hiểu, cái gì dùng? Mục Bất Vĩ giải thích nói, ngươi có phải hay không cảm thấy kia muội muội tất nhiên là một ngốc tử, đầu óc không hiệu nghiệm. Vân Vận gật gật đầu, nàng cùng đôi tỷ muội này mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cho tới nay muội muội tựa hồ cũng bị tỷ tỷ nắm mũi dẫn đi, nhìn qua cũng giống cái ngốc tử, rất là chỉ ngây ngốc. Thấy Vân Vận quả nhiên gật đầu, Mục Bất Vĩ khẽ cười một tiếng, vậy ngươi coi như 10 phần sai, cái này muội muội không những không ngốc, ngược lại giàu hoạt cực, mặt ngoài trang chỉ ngây ngốc, trong lòng lại so với ai khác đều muốn rõ ràng. Làm sao ngươi biết? Vân Vận hỏi. Mục Bất Vĩ trên mặt xuất hiện một vòng đặc thù nụ cười, có một lần các nàng tỷ muội tách ra nhiệm vụ, ta liền trùng hợp nhìn thấy qua muội muội thiết kế hãm hại đồng môn một màn, bị nàng hại chết đồng môn trước khi chết đều không thể tin được nàng là người như vậy. Đây chính là giả heo ăn thịt hổ, vị muội muội này đã đem cái này tuyệt chiêu luyện dày công tôi luyện. Vân Vận trong lòng kinh hãi, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, nếu để cho ta đơn độc đụng tới nàng chỉ sợ cũng sẽ lấy nàng nói. Không chỉ có là ngươi, nếu là ta không có nhìn thấy một màn kia tiếp xuống sợ là chúng ta liền sẽ chôn thây trong tay nàng. Chẳng qua bây giờ lại không giống, đã ta đã biết lai lịch của nàng, liền có thể nghĩ ra biện pháp đối phó nàng. Vân Vận hỏi lần nữa, biện pháp gì? Mục Bất Vĩ có ý riêng, giảo hoạt người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là nhát như chuột, nghi kỵ đa dạng, không dám tùy ý vọng động. Sau khi nói xong, Mục Bất Vĩ cầm ra bên trong đen nhánh trường kiếm, ngay trước Vân Vận mặt một kiếm xen vào trên mặt đất thi thể ngực, mà lại là từ chính diện đâm vào, nhìn qua tựa như là Mục Bất Vĩ chính diện đánh giết vị tỷ tỷ này. Làm xong đây hết thảy, Mục Bất Vĩ mới cười nói, ngươi đem cái này cắm hắc kiếm thi thể đặt ở Thanh Minh động trước, kia muội muội chạy đến lúc chắc chắn 10 phần kinh nghi, thậm chí cho rằng là ta một đối một đánh giết tỷ tỷ nàng, cứ như vậy nàng đối thực lực của chúng ta liền sẽ mất đi phán đoán. Vậy ta đâu? Ta làm cái gì? Vân Vận càng phát bội phục Mục Bất Vĩ, người này can đảm cẩn trọng, quả thực là Vân Vận thấy qua nhất cực người. Mục Bất Vĩ nhìn về phía trước sương mù cùng rừng cây, chỉ về đằng trước hai phái đại thụ nói ra, ngươi cởi xuống đai lưng, buộc lại bên trái một cái nhánh cây, đồng thời mình giấu ở bên phải rậm rạp cây cối bên trong. Bởi vì làm kia muội muội nhìn thấy tỷ tỷ mình bị ta chính diện đánh giết sau tất nhiên sẽ trong lòng run sợ, sau đó ẩn tàng đến hai hàng dưới đại thụ, nơi đó là tốt nhất chỗ ẩn nấp. Vân Vận nói tiếp, bởi vì cái này muội muội giảo hoạt nhát gan, đến lúc đó ta khẽ động bên trái nhánh cây, nàng nhất định phản xạ có điều kiện thối lui đến bên phải, lúc này ta liền có thể thừa dịp đủ để cầm Thanh Minh phó kiếm đâm xuyên trái tim của nàng. Mục Bất Vĩ ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, đúng. Mà lại bởi vì Hoa Thần Sơn đặc thù cấm chế, mọi người thần thức đều đã mất linh, có thể cho nàng phán đoán chỉ có lỗ tai cùng con mắt, ngươi rất không cần phải nàng sẽ phát hiện ngươi. Đây chính là cái gọi là thả dây dài, câu cá lớn. Vân Vận trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui sướng, nhưng trên mặt nàng vui sướng sau một khắc liền đình trệ trên mặt, bởi vì một thanh âm từ sương mù bên trong truyền ra. Quả nhiên là diệu kế. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 217 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.